Chào các bác, clip này giới thiệu đến các bác, trả lời cho các bác, rất nhiều anh em có comment bảo bây giờ muốn sử dụng những cái dòng loa sạc pin, đặc biệt là những cái dòng bass 40 đấy, mà công suất âm ly hiện tại của em chỉ khoảng độ hơn 100W thôi, 150, 160W thôi. Hôm nay em làm luôn clip này, ghép cho các bác một chiếc âm ly Denon 930, công suất tiêu thụ của em nó là 156W. Đấy, và em sẽ test luôn bằng một cặp loa sạc pin Vega RE38 với đường kính bass là 40cm. Đấy, và trong những cái dòng mà bass 40 của sạc pin ấy, thì cái dòng RE nó có một cái nhất, đó là đường kính chung lớn nhất. Đấy. Đường kính chung là lớn nhất. Bây giờ em sẽ mở to một chút cho các bác nghe thử tiếng bát của em này. Các bác nhìn nhé, một chiếc âm ly rất nhỏ nhắn, xinh xắn, kết hợp với một cặp loa bát 40, thể hiện cho các bác thấy là sạc pin nó dạo này nó được nhiều anh em ưa chuộng, bởi vì nó được thừa hưởng những cái không phải thừa hưởng mà nó được cái gọi là một cái ưu điểm rất là lớn mà hãng Bô người ta có được, đấy là dễ ghép. Loa Bô dễ ghép thì sẽ win nó khúc vậy. Để các bác nghe thử nhé, cho to một chút này. Các bác lưu ý nhé, đang đánh bằng âm ly 156W, bác đánh vẫn còn căng, không bị phọc một chút nào luôn, đánh vẫn rất căng luôn. Hai cái lỗ thở của em RE38 này nó cũng rất là vĩ đại. Đây, ăn đấm vào thoải mái luôn. Hơi của em này ra rất là nhiều. 156W nhé. Đấy. Clip này anh em nào mà đang lăn tăn về cái vấn đề âm ly để phối ghép sạc pin thì không phải lăn tăn nhé. Thực ra là rất là nhiều clip khác em có ghép rất nhiều dòng sạc pin rồi, với rất là đa dạng các cái dòng loa, dòng âm ly khác nhau.
từ những chiếc âm ly nhỏ nhỏ khoảng 130W em cũng đã ghép rồi. Đấy, Shark Win cái lợi thế rất lớn là như vậy. Và bây giờ các bác đi mà các bác thấy anh em nghe nhiều dòng loa Shark Win này, nó có lý do đó. Bởi vì anh em hoàn toàn có thể sử dụng được những chiếc âm ly đang có ở nhà. Đấy. RE38. Rồi, hy vọng là clip này sẽ giải đáp một phần nào đó cho các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.